Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử cùng toàn thể quý vị. Quý vị đang đến với bản tin Phật sự số 22 của kênh thông tin tổng hợp Phật giáo Tiền Giang, được phát vào lúc 20:30 ngày 29 âm lịch mỗi tháng. Nhân dịp đầu năm Quý Mão, Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng như ban biên tập chương trình xin kính gửi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng đến chư tôn đức cùng toàn thể quý khán thính giả đang xem chương trình. Bản tin Phật sự hôm nay ngày 19 tháng 2 năm 2023 nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão có những nội dung chính sau đây. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang hợp lệ đầu năm 2023. Trai đàn dược sư cầu bình an đầu năm Quý Mão tại chùa Vĩnh Tràng. Pháp hội cổ Phật khất thực gieo duyên tại chùa Vĩnh Tràng. Huyện Châu Thành, chùa Nam An tổ chức pháp hội dược sư cầu bình an đầu năm Quý Mão. Huyện Chợ Gạo, chùa Phước Linh tổ chức khánh thành đường giao thông nông thôn. Sau đây kính mời quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Để bắt đầu cho các hoạt động Phật sự năm Quý Mão, sáng ngày 7 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang họp phiên đầu năm 2023, triển khai một số Phật sự quan trọng quý mục. Phiên họp diễn ra tại văn phòng Ban trị sự chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Phiên họp dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Hoàng Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tôn đức Phó Trưởng Ban trị sự, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Trưởng Ban hoằng pháp, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Trưởng Ban từ thiện xã hội, Đại đức Thích Huệ Phát, Chánh thư ký kiêm Trưởng Ban giáo dục Phật giáo, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Trưởng phân ban Ni giới, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng, Trưởng ban kinh tế tài chánh, chư tôn đức tăng ni thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đồng tham dự. Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh, ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Tôn giáo dân tộc thuộc Ban Dân vận tỉnh Tiền Giang, ông Lê Hoàng Kích, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Tiền Giang đồng tham dự. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề của nhiệm kỳ 10, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phải tiến hành thực thi nghị quyết Đại hội Phật giáo tỉnh, nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc và triển khai hiến chương giáo hội vừa được sửa đổi bổ sung, cũng như thực hiện một số Phật sự trọng tâm của Phật giáo tỉnh nhà theo như kế hoạch đã được đề ra. Vì vậy, rất mong chư tôn đức và quý quan khách tham dự phiên họp tập trung lắng nghe và có những ý kiến đóng góp thiết thực để các Phật sự trong năm Quý Mão được thành tựu, góp phần trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại đức Thích Đức Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thông qua chương trình cho biết, ngoài việc triển khai quyết định tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chư tôn đức đã có những đóng góp trong năm 2022, phiên họp sẽ tập trung lắng nghe báo cáo tình hình sinh hoạt của Phật giáo tại các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, triển khai kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023, thảo luận công tác tổ chức lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm, lễ tốt nghiệp lớp nâng cao nghiệp vụ trụ trì khóa 1 năm 2020-2022, lễ tốt nghiệp cao đẳng Phật học khóa 4 năm 2020-2022, công tác tổ chức Pháp hội Dược sư đầu năm 2023 và một số vấn đề thuộc chuyên ngành khác. Đại đức Thích Huệ Phát thay mặt Ban Thư ký báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đó, trong không khí phấn khởi sau hơn một năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động chúc Tết theo truyền thống của dân tộc đã được Ban trị sự tiếp nhận và thực hiện trang trọng. Thường trực Ban trị sự cũng có phiên họp chuyên đề để góp ý xây dựng kế hoạch tổ chức Đại giới đàn năm 2023. Chư tôn đức lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị thành trong tỉnh và các ban ngành trực thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng đã báo cáo các hoạt động trong dịp Tết cổ truyền năm Quý Mão. Nhìn chung, tình hình đón xuân tại các tự viện diễn ra an toàn, lành mạnh và vui tươi.
về công tác từ thiện hỗ trợ bà con nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2023 trong toàn tỉnh đạt trên 21 tỷ đồng. Sau khi ban thư ký trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức các Phật sự sẽ được thực hiện trong quý 1 năm 2023, Thượng tọa Thích Quảng Lộc thay mặt chủ tọa phiên họp giải trình một số điều mục và lấy ý kiến biểu quyết của Chư Tôn Đức. Theo đó, về thời gian tổ chức đại giới đàng Huệ Đăng năm 2023 đã được Chư Tôn Đức Hội đồng trị sự đồng thuận cho phép từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 15 đến ngày 19 tháng 6 năm Quý Mão. Địa điểm giới trường tăng tại chùa Vĩnh Tràng, giới trường ni tại chùa Thiên Phước, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Số lượng giới tử dự kiến là 300 vị. Về việc tổ chức lễ trao giáo dị tấn phong giáo phẩm, lễ tốt nghiệp lớp nâng cao nghiệp vụ trụ trì khóa 1 năm 2020-2022, lễ tốt nghiệp cao đẳng Phật học khóa 4 năm 2020-2022 sẽ được tổ chức chung một sự kiện vào ngày 1 tháng 3 năm 2022 nhằm ngày 10 tháng 2 năm Quý Mão. Địa điểm tổ chức tại chùa Vĩnh Tràng với số lượng tham dự trên 500 vị. Thực hiện theo tinh thần công văn số 40 ngày 10 tháng 1 năm 2023 của Hội đồng trị sự về việc tổ chức lễ nguyện cầu bình an trong dịp Tết cổ truyền Xuân Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức Pháp hội Dược sư từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 21 đến ngày 28 tháng Giêng năm Quý Mão tại chùa Vĩnh Tràng. Mỗi ngày, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh sẽ luân phiên trì tụng Kinh Văn Dược sư Bổ Nguyện Công Đức Huân Tu, Công Đức Hội Hướng Nguyện Cầu cho Thế giới Hòa Bình, Quốc gia Hưng Thịnh, Muôn Dân An Lạc. Đến ngày cuối khóa của Pháp hội Dược sư, ban tổ chức sẽ tổ chức cúng dường Ngũ Bách Tăng, nghi thức cổ Phật khất thực trong khuôn viên chùa Vĩnh Tràng. Thượng tọa Thích Quảng Lộc cũng triển khai một số công tác của ngành tăng sự để cùng với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các huyện, thị thành trong tỉnh thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo của các ban ngành tham dự phiên họp, bà Bùi Thị Mai, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang, rất vui khi thấy nhiều hoạt động trong năm mới của Ban trị sự lên kế hoạch thực hiện rất chi tiết. Bà Bùi Thị Mai cũng ghi nhận những đóng góp thiết thực về công tác từ thiện xã hội của Ban trị sự và các tự viện trong dịp Xuân Quý Mão, công tác tổ chức lễ hội và vui xuân lành mạnh. Về các hoạt động Phật sự sắp diễn ra tới đây của Ban trị sự, nếu ngoài danh mục đã đăng ký, đề nghị Ban trị sự sẽ có văn bản thông báo gửi về Ban Tôn giáo để biết và hỗ trợ thực hiện đảm bảo an toàn. Ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng có phát biểu tại phiên họp, thông báo tình hình hoạt động chung của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thời gian gần đây và một số kiến nghị chuyên ngành để Ban trị sự và Chư Tăng Ni đăng ký tham gia thi đua trong thời gian tới. Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Lập rất hoan hỷ với tinh thần làm việc và những góp ý chân thành thẳng thắn của Chư Tôn Đức cùng quý quan khách. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị khách quý sẽ luôn giữ sức khỏe, thành tựu trong công tác và an lạc trong đời sống. Thực hiện theo tinh thần công văn số 40 ngày 10 tháng 1 năm 2023 của Hội đồng trị sự về việc tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an trong dịp Tết cổ truyền Xuân Quý Mão, sáng ngày 11 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã trang nghiêm cử hành nghi thức trai đàn Pháp hội Dược sư tại giảng đường Huệ Đăng, chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Theo như kế hoạch, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức Pháp hội Dược sư từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 21 đến ngày 28 tháng Giêng năm Quý Mão tại chùa Vĩnh Tràng. Mỗi ngày, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh sẽ luân phiên trì tụng Kinh Văn Dược sư Bổ Nguyện Công Đức, Huân Tu Công Đức Hồi Hướng Nguyện Cầu Thế Giới Hòa Bình, Quốc Gia Hưng Thịnh, Muôn Dân An Lạc, Nhà Nhà Hạnh Phúc. Đến ngày cuối khóa của Pháp hội Dược sư, Ban trị sự sẽ chức cúng dường Ngũ Bách Tăng, nghi thức cổ Phật khất thực trong khuôn viên chùa Vĩnh Tràng. Sáng nay, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trưởng Ban quản trị chùa Vĩnh Tràng, trưởng Ban tổ chức Pháp hội Dược sư cùng Chư Tăng tại chùa Vĩnh Tràng đã trang nghiêm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các tự viện trong thành phố Mỹ Tho quang lâm đàn tràng Pháp hội Dược sư cử hành nghi thức khai kinh. Trước đàn tràng thanh tịnh,
Thượng tọa đã đảnh lễ vọng bái cung thỉnh Chư Tôn Đức Hội đồng Chứng minh thường trú tại tỉnh Tiền Giang, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, chứng minh đàn lễ, cung ngang Chư Thượng tọa trong thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Thượng tọa Thích Đức Thắng, Thượng tọa Thích Thiện Nguyện và Thượng tọa Thích Hải Châu vào ngôi vị đàn chủ, đảm trách sám chủ, bạch Phật khai kinh và dẫn chúng trì tụng kinh văn dược sư bổn nguyện công đức trong suốt một tuần lễ khiển đàn. Ngày đầu khai đàn dược sư diễn ra thật trọng thể và trang nghiêm. Sau thời khóa tụng kinh, Thượng tọa Thích Quảng Lộc kính niệm ân Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử đã vì Phật sự chung mà trở về tham dự để pháp hội thành tựu viên mãn. Đồng thời, Thượng tọa cũng nhắc lại thời khóa tụng kinh tại đàn dược sư diễn ra trong một tuần lễ như sau. Buổi sáng lúc 9 giờ do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện thị thành luân phiên trì tụng. Buổi chiều lúc 13 giờ do Tăng Ni Sinh trường Cao Trung Phật học đảm trách. Buổi tối lúc 18:30 do Tăng chúng Chùa Vĩnh Tràng trì tụng để quý Phật tử tại Mỹ Tho, Liễu Tri và sắp xếp thời gian tham dự. Theo đó, ngày thứ hai của Pháp hội do Tăng đoàn Phật giáo huyện Châu Thành đảm trách. Ngày thứ ba là Tăng đoàn Phật giáo huyện Chợ Gạo. Ngày thứ tư là Chư Tăng Ni và Phật tử huyện Cái Bè. Ngày thứ năm là Tăng đoàn Phật giáo huyện và thị xã Cai Lậy. Ngày thứ sáu là Chư Tăng Ni, Phật tử huyện Gò Công Tây, huyện Tân Phú Đông và huyện Tân Phước. Ngày thứ bảy là Tăng đoàn huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công. Qua 7 ngày hành trì miên mật, Pháp hội Dược sư cầu bình an đầu năm Quý Mão do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức được khép lại trong niềm thanh tịnh hỷ lạc của chư hành giả hữu duyên tham dự, ghi lại dấu ấn tịnh lạc để bắt đầu cho một năm mới 2023 thật an yên như ý. Sau một tuần kiến đàn và trì tụng kinh dược sư bổn nguyện công đức nhằm tạo nhân duyên thù thắng cho quý Phật tử cúng dường đến Chư Tôn Thiện Đức trụ trì các tự viện trong tỉnh Tiền Giang. Sáng ngày 18 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng Giêng năm Quý Mão, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Pháp hội Cổ Phật Khất Thực Gieo Duyên tại khuôn viên Chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Khất thực từ lâu được xem là một truyền thống tốt đẹp, là pháp hành cao quý của mười phương chư Phật và của chư vị Tăng Ni. Đây vốn là hoạt động xin thực phẩm để nuôi thân, nhằm tập trung hoàn toàn thời gian cho việc tu tập, cũng là để rèn luyện cho người tu hành đức nhẫn nhục. Thông qua pháp khất thực, nhà tu hành gieo duyên giáo hóa chúng sanh. Người khất sĩ trên cầu xin giáo pháp chư Phật để tu học, dưới thông qua việc khất thực để giáo hóa mọi người, xin vật chất cho lại tinh thần. Qua đây, người hành hạnh khất thực tạo cơ hội để người cho mài mòn bớt lòng bỗng sẻn, tính ích kỷ, và cũng tự cho mình một cơ hội để mài mòn tự ngã cái ta của mình. Ở các nước Phật giáo Nam truyền, chư tăng mỗi ngày đều đi khất thực. Phật tử chuẩn bị sẵn thực phẩm chờ tăng ni đi qua để dâng cúng, hoặc Phật tử chuẩn bị thực phẩm mang đến chùa sớt bát cúng dường chư tăng trước giờ thọ trai. Ở Việt Nam, phần lớn chư tăng ni tu tập theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, không đi khất thực mà nấu ăn tại chùa. Tuy nhiên, vẫn có một số tu sĩ hành trì theo Phật giáo Nam truyền và hệ phái khất sĩ. Quý chư tăng ni vẫn tùy duyên duy trì hạnh khất thực
nhưng không phải khất thực hàng ngày, mà phần lớn vẫn nấu ăn tại chùa như chư tăng ni Phật giáo bắt truyền. Pháp hội cổ Phật khất thực Gieo Duyên sáng nay có 500 chư tăng ni tham gia tháp tùng đoàn khất thực và hơn 1.000 Phật tử tham gia Gieo Duyên cúng dường. Nhìn từng bước chân khoan thai trong chánh niệm của tăng ni đã khơi lại hình ảnh tăng đoàn thời Đức Phật. Nguyện đem năng lượng thiện lành này cầu cho Phật Pháp mãi quang huy, thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, nhà nhà an vui và hạnh phúc. Sáng ngày 11 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Quý Mão, Ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên, trụ trì chùa Nam An, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, hiệp cùng Ni chúng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược sư Thất Châu cầu nguyện quốc thế dân an và đảo bệnh cầu bình an cho Phật tử. Quang Lâm chứng minh tham dự Pháp hội có Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa Thượng Thích Nhật Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Ban Kiểm soát Trung ương, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Hòa Thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa Thượng Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông, Hòa Thượng Thích Vũ Hòa, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Đông, Hòa Thượng Thích Chân Lệ, Hòa Thượng Thích Chân An, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, chùa Kim Cang, tỉnh Long An, Hòa Thượng Thích Nhật Vân, nguyên Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, Thượng tọa Thích Trí Thọ, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Thượng tọa Thích Thanh Mẫn, Phó Ban, Trưởng nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Chư Tôn Đức Tăng, Quý Ni Trưởng, Ni Sư, Chư Tôn Đức Ni, trụ trì một số từ viện trong tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Bến Tre, cùng quý Phật tử đạo tràng, đồng câu hội tham dự Pháp hội. Đoàn tràng Dược sư cầu nguyện bình an sáng nay tại chùa Nam An được sự phát tâm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh cùng chư tín chủ Phật tử tịnh cúng. Đức Dược sư đại từ đại nguyện, thương chúng sanh phương tiện độ đời, từ bi cứu khổ khắp nơi, lưu ly sáng suốt chói ngời tình thanh, khắp chúng sanh xứng danh nhiên thọ, cứu muôn loài nào có ngày chi. Đông phương giáo chủ Lưu Ly, Dược sư Hải Hội, phụng trì hiệu danh, các bệnh khổ chúng sanh xưng hiệu, Ngài ban cho vi diệu lương y. Theo Dược sư Như Lai bổn nguyện kinh chép, về phương Đông, cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hàng hà xa Phật độ, có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly. Tên của Đức Phật đó là Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đức Phật bằng thiên nhãn thông đã nói rằng cách đây hơn 10 căn già xa có một cõi nước tên là Tịnh Lưu Ly. Nơi đó, Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai là giáo chủ. Bổn nguyện của Dược sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau. Đức Phật Dược sư nhận thấy rõ con người gặp nhiều khó khăn vì thiếu thốn vật chất, sức khỏe, tiền của, trí tuệ, mà lại có dư những bệnh tật, nghèo khổ, ngu dốt, tai nạn. Nói chung, có đủ những thứ xấu ác nên người ta dễ dàng tạo ra nhiều tội lỗi hoặc khó tiến tu Bồ Tát Đạo. Với tâm từ bi vô lượng, phước trí vô biên, Đức Phật Dược sư đã phát 12 lời nguyện khi hành Bồ Tát Đạo.
dẫn đến thành quả là Ngài xây dựng được tịnh độ tên là Tịnh Lưu Ly, một thế giới hoàn toàn tốt đẹp. Ở đông phương tịnh độ của Ngài, của báo dư thừa, giáo dục hướng thượng tuyệt vời, được sống chung với những bậc Bồ Tát Đại Bi, Đại Trí, dưới sự hướng dẫn của Đức Dược Sư và Thánh Chúng. Người dân ở thế giới đó hưởng được những phương tiện tốt nhất để tiến nhanh đến quả vị vô thượng đẳng giác. Tại buổi lễ, đạo tràng cung thỉnh chư tôn đức Quang Long Pháp Đàn Dược Sư Thất Châu niêm hương đảnh lễ Tam Bảo và đồng hòa âm phùng diễn kinh văn Dược Sư, trì Dược Sư chú, niệm Dược Sư Như Lai danh hiệu hồi hường, cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, phong điều vũ thuận, cùng cầu cho quý Phật tử viên thành sở nguyện. Tại trai đường, sau nghi thức tác bạch của chư tín chủ cúng dường lên chư tôn đức đại tăng, nêu lên tâm nguyện quý kính Tam Bảo và niềm tin chân chính vào lời Đức Phật dạy trong kinh Dược Sư, ban đạo từ tại pháp hội, hòa thượng Thích Huệ Minh, ủy viên ban thường trực hội đồng chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, tán thán công hạnh của ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên và ni chúng đã thiết lập đàn tràng Dược Sư Thất Châu, Dược Sư cầu bình an. Dịp này Phật tử cũng theo đó mà phát Bồ Đề Tâm cúng dường đàn tràng. Hòa thượng cũng thay mặt cho tăng già nhị bộ thọ nhận sự cúng dường của quý Phật tử tại đạo tràng, đồng thời chúc nguyện cho chư tín chủ được viên thành sở nguyện, tai qua nạn khỏi, bệnh tật sớm tiêu trừ. Con đường chùa Phước Linh tọa lạc tại tổ 10 ấp Hòa Bình, xã Hòa Tịnh, chợ Gạo, Tiền Giang, có chiều dài hơn 800m, nối liền từ huyện lộ 30B đến đường huyện lộ 1 tháng 5, đã bị xuống cấp trầm trọng. Với tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, góp công sức cùng xây dựng nông thôn ngày càng tươi đẹp, ni sư trụ trì Thích Nữ Diệu Tâm đã vận động quý Phật tử gần xa cùng nhau đóng góp, nâng cấp và mở rộng con đường để người dân thuận tiện, an toàn mỗi khi giao thông qua lại trên trục đường này. Sau hơn 2 tháng thi công, sáng ngày 14 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Quý Mão, ni sư Thích Nữ Diệu Tâm, ủy viên thường trực ban trị sự, trưởng ban thông tin truyền thông giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Phước Linh, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, quý Phật tử và người dân tại địa phương, tổ chức lễ khánh thành con đường và đưa vào sử dụng. Buổi lễ có quý ni sư Pháp Lữ đồng tu với ni sư trụ trì chùa Phước Linh, đại diện chính quyền có ông Lê Tấn Vẫn, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Hòa Tịnh, ông Huỳnh Phúc Khải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, ông Phan Duy Đức, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, ông Võ Văn Xuân, chủ tịch hội cựu chiến binh xã, ông Võ Tấn Thanh, chỉ huy trưởng quân sự xã, ông Phạm Ngọc Vũ, bí thư chi bộ, trưởng ấp Hòa Bình, ông Võ Hồng Trang, công ty Tân Phát Lộc, đại diện đơn vị thi công công trình, Phật tử Nguyên Tùng, Diệu Thủy, thành phố Hồ Chí Minh, Phật tử Diệu Hạnh, Diệu Liên, thành phố Mỹ Tho, cùng quý Phật tử tại đạo tràng, bà con nhân dân tại địa phương đồng tham dự. Tại buổi lễ, ni sư Thích Nữ Diệu Tâm rất vui mừng vì công trình được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của lãnh đạo chính quyền tại địa phương, sự phát tâm thù thắng của quý Phật tử gần xa và sự hỗ trợ tích cực của nhà thầu nên công trình đã hoàn thành đúng tiến độ. Xin chân thành ghi niệm mọi thắng duyên mà quý vị đã dành cho công trình. Ông Huỳnh Phúc Khải, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, cũng có lời cảm ơn đến ni sư Diệu Tâm và quý Phật tử đã phát tâm xây dựng con đường rộng rãi, thông thoáng, thuận tiện việc giao thương đi lại cho mọi người, đồng thời góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đại diện đơn vị thi công, ông Võ Hồng Trang cũng chân thành cảm ơn đến ni sư trụ trì chùa Phước Linh và chính quyền xã Hòa Tịnh đã tin tưởng mà giao công trình cho công ty thi công. Qua đó, công ty cũng được duyên lành hỗ trợ và đóng góp vào công việc vô cùng ý nghĩa này. Được biết, con đường được mở rộng với bề mặt 3,5m với tổng kinh phí xây dựng là 850 triệu đồng do ni sư Diệu Tâm vận động quý Phật tử gần xa và người dân ở địa phương cùng đóng góp. Quý vị thân mến, thông tin từ thiện vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin Phật sự số 22 hôm nay. Một lần nữa, xin được kính chúc chư tôn đức cùng quý vị có một năm mới thật an lạc, hạnh phúc và thành đạt. Xin hẹn được gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo trên kênh thông tin tổng hợp Phật giáo Tiền Giang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.